Tổ giải thích là vì bệnh nhân kia tuy mới tắt hơi, nhưng A lại gia thức của họ vẫn chưa, chưa đi. Tức là hơi thở đã tắt, tim đã ngừng đập. Về mặt y học, khoa học, có nghĩa là đã gì? Đã chết hẳn rồi đấy. Nhưng cái thần thức, tức là cái A lại gia thức, ở sâu thẳm, ở trong gì? Ở trong cơ thể của người mới mất kia nó chưa thoát ra nó vẫn còn ở trong trong cái thân thể đó cho nên chúng ta chưa được vội di rời thân thể cũng không nên gì không nên phải thăm dò thoại tướng thăm dò thoại tướng là sao mấy ông mấy bà đi ở ban trợ niệm mới đi trợ niệm á mấy niệm vật được khoảng tiếng đồng hồ là sờ hết đầu rồi đến chán đến mắt đến ngực đến bụng đến chân đến lưng người ta xem nóng ở đâu xem người ta đi về cõi nào không cần thiết Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tình Không ở trong tình độ Đại Kinh Giải nói là không được thăm non thoại tướng khi chưa được 3 đến 6 tiếng đồng hồ. Cứ thế mà niệm, nhất tâm mà niệm. Ấn Tổ Đại Sư lúc còn tại thế Ngài cũng nghe dạy là gì? Xem thoại tướng cũng được, nhưng phải để sau gì? Sau 8 tiếng mới nên xem. Đấy, đây là Ấn Quang Đại Sư trong Ấn Quang Văn Sao nói đấy nhé sau 8 tiếng mới gì mới nên kiểm tra thoại tướng xem ấm ở đâu à, trong luận đại chi độ bồ tát đó, long thọ có giải thích như thế này con người ta sau khi chết muốn biết thần thức đó, sinh về cõi nào thì kiểm tra thoại tướng liền sẽ biết thoại tướng ấy là gì tức là con người ta sau khi chết tất cả thân thể ấy, lạnh hết có một nơi cuối cùng nó bằng gì khoảng bằng à, cái chén hoặc cái bát đó nó sẽ nóng ra cuối cùng. Nó còn ấm lại cuối cùng, tất cả các nơi đều lạnh, nơi đó là nơi ấm cuối cùng. Trong luận đại chí độ Bồ Tát Long Thọ nói là gì? Nếu mà tất cả từ đầu xuống qua đầu gối lạnh toát, dưới lòng bàn chân mà gì mà ấm thì thần thức của người đó chắc chắn bị đọa trong đường ác địa ngục vậy. con trai thường ấm bên chân chân trái con gái thường ấm bên chân phải cứ thế mà gì mà thăm thoại tướng sẽ biết ngay người đó bị đọa hay là được siêu thăng biết ngay rồi lạnh từ trên đầu lạnh xuống lạnh từ dưới chân lạnh lên và ấm nơi hai cái đầu gối con trai thì gối phải con gái xin lỗi con trai thì gối trái con gái thì gối phải thường là như thế nhưng cũng có những trường hợp đặc biệt con gái có thể thoát ra ở ở gối trái hoặc con trai có thể thoát ra gối phải những trường hợp đó là gì hạn hữu thôi đó. thì ở trường hợp này Bồ tát long thọ nói rằng chắc chắn thần thức của người đó sẽ đọa vào đường ngạ quỷ đó. nơi bàn chân thì địa ngục đầu gối thì ngạ quỷ rồi lạnh từ trên lạnh xuống lạnh từ dưới lạnh lên và ấm nơi vùng lưng vùng vùng hông của mình nhé nơi hông của mình nơi mông của mình nhé thì đọa vào làm kiếp xúc xúc sinh lạnh từ dưới lạnh lên lạnh từ trên lạnh xuống và hơi ấm nơi nơi bụng chúng ta nơi bụng đó thì thường đọa làm vào cõi a tu a tu la tức là cõi quỷ thần người đó lúc sống cũng làm được nhiều việc thiện nhưng do cái tâm sân hận mắng nhiếc người ta một cách là gì không thương tiếc thì phúc cũng có mà tội cũng có cho nên thường đọa vào làm làm nẻo vào nẻo a tu la Atula cũng có loại có phúc thì ở trên trời loại phúc vừa vừa thì ở gì ở trên ở trong rừng núi ở miếu mạo vân vân còn loại kém phúc thì ở bãi biển ở rừng hoang ở nơi tha ma nghĩa địa vân vân cũng khổ vô cùng Atula cũng là loại gì xếp vào loại vô hình chư thiên vô hình Atula vô hình ngạ quỷ vô hình và địa ngục vô hình chỉ có gì cõi người và súc sinh là hữu hình mà thôi tức là có thân tướng mà thôi còn kia là gì? chỉ có thần thức không nhìn thấy thân tướng phải dùng gì? dùng bằng thiên nhãn bằng phật nhãn mới có thể thấy được thân tướng của bốn cõi vô hình ấy đấy tiếp theo bồ tát dạy là lạnh từ dưới lạnh lên lạnh từ trên lạnh xuống ấm nơi lồng ngực của mình này tức là người đó thoát hóa được sinh đầu thai trở lại làm làm người tiếp theo lạnh từ dưới lạnh lên lạnh từ trên lạnh xuống mà ấm nơi hai con con mắt này thì người đó được sinh vào cõi chữ chữ thiên lạnh từ dưới lạnh lên cho đến hơi ấm ra nơi đỉnh đỉnh môn tức là đỉnh đầu huyệt bách hội của chúng ta này y học gọi là huyệt bách hội nhà phật gọi là nơi đỉnh môn tức là trên đỉnh đầu chúng ta ấm trên đỉnh đầu chỗ cái thóp này cái u á ngày trước đứa bé mới sinh ra nó cứ mềm 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 thoi thóp và đến vài tuổi nó mới gì cái xương nó mới mọc tràn hết ra đấy hơi ấm nó ở chỗ này thì thường sinh về cõi cõi phật đấy là thăm thoại tướng để biết xem người đó được sinh về cõi nào nhưng xin thưa các vị đó là gì đó là cái phương pháp nó cũng gọi là à, thường pháp thôi nó gọi là nó nó đúng nhiều phần thôi nhưng cũng có những trường hợp đặc biệt ấm đầu nhưng không được sinh lên cõi phật đâu vì sao vì cái ban trợ niệm chăm 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 chỉ có gì chỉ có hướng người ta lên trên thoát hóa thần thức lên trên đầu thôi ý là gì cái tâm niệm của những người trợ niệm đó gì biết hết tất cả cái cửa dưới của tâm niệm biết cái bản chân người ta lại, biết cái đầu gối người ta lại, biết cái mông của người ta lại, biết cái bụng của người ta lại, biết cái ngực của người ta lại, và biết cái mặt của người ta lại. Chỉ để mối gì? Trên đỉnh đầu cho họ thoát ra. Ý là như, như là trong cái ngôi giảng đường này, có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cửa có thể ra vào. Các vị gì? Bịt hết 11 cửa lại, duy nhất chỉ còn có một cửa ở trong đằng này hoặc trong nách này chẳng hạn. Thì khi ở trong này hết thời gian giảng khóa tu bịt hết lại thì đương nhiên chúng ta muốn ra phải duy nhất phải có một gì? Một cửa này thôi. Hoặc là không may. Nói là không may thôi nha thui cái mồm mông ấy đi. Nói là không may. Ví dụ như là gì? trong này có gì có chập điện hay cháy điện mà thầy bảo tất cả mọi người phải chạy ra chẳng hạn. Nhưng 11 cửa đóng là hết rồi, duy nhất còn một cửa này mở. Nó nhỏ, nó hẹp, nó phải vòng vèo mới ra được. Nhưng chúng ta cũng phải gì? vì muốn sống thân mạng này cho nên cũng phải thi nhau để chạy ra đúng không đấy cháy nhà thì lối thoát hiểm tuy là rất là gì không an toàn nhưng cũng phải thậm chí đu dây cũng phải cũng phải đu để thoát hiểm mà ra theo thang dây để xuống khỏi cái nhà năm tầng đang bốc cháy kia thì cũng phải đu dây theo thang dây để mà mà ra già trẻ gái trai ra được thì cứ cố mà gì mà ra còn hơn là ở trong đó chết gì, chết ngạt, chết cháy đen thôi đấy. Cho nên á thần thức của người mất, họ không đủ phúc để sinh lên cõi Phật. Nhưng ban trở niệm mà đến thì cứ thế là biết hết tất cả xấu à, cõi ở dưới lại thả mỗi cái gì, cái cõi Phật ra để mồi chài để nhử họ. Nhưng họ đã đủ phúc để đi không? Không giống như các vị lên đây để tu để gì tu để mong mong thành gì các vị lên đây để tu để mong thành gì cứ thế này thì có mà thành cái khỉ gì cái này hả à? thế này <laughs> thành cái gì nào thầy hỏi các cụ đi tu như thế thành cái gì hả à? thành Phật hả? Đấy nó khổ thế Cái nghiệp của mình Cái con ma ngủ Mình không chiến thắng nó Thì làm sao mà thành Phật Thành Bồ Tát trong nay mai được Các cụ các Phật tử Tương tự như thế Họ chưa đủ phúc để Vãng sinh về cõi Phật Nhưng tất cả cứ muốn cho họ Đóng bít hết tất cả cửa lục đạo nào Để À, đẩn họ ra cái cửa ở trên đỉnh đầu ấy thì đương nhiên họ vẫn phải ra trên đó nhưng mà không phải ra bằng tự nhiên mà ra bằng cách gì đóng hết các cửa lại bắt phải ra đường này thì đương nhiên giống như hội trường này thì khóa 11 cửa lại và chỉ cho một cửa đi thôi thì chúng ta bắt buộc một cửa này đi đi không phải là đi về cõi Phật mà đi lại đi xuống bếp để ăn cơm ấy mà <laughs> đúng không đấy thế thôi đơn giản đấy cho nên có những trường hợp như thế ấm ở đỉnh đầu nhưng mà không phải là vãng sinh để chúng ta biết được không có các các cụ các phật tử đi trợ niệm cứ thăm thoại tướng niệm phật được tám 10, 15 tiếng 20 tiếng thăm thoại đầu mà ấm trên đỉnh đầu vỗ tay đôm đốp vãng sinh rồi vãng sinh rồi vỗ tay với nhau tự cho mình là gì là có cái quyền năng đặc biệt có thể gì ban phúc giáng họa đưa người về về tây phương nguy hiểm vô cùng. Mười mấy năm trước, có một nhóm mà Phật tử đến báo cáo với Thầy rằng Bạch Thầy, tại sao đạo tràng nhà Thầy lớn như thế, đông như thế, mạnh như thế mà Thầy không đi trợ niệm? Thầy thiếu mối đi trợ niệm nữa thôi là Thầy có thể gì tận độ được chúng sinh thầy có thể làm cho phật giáo việt nam hưng long sán lạn vô cùng thế thầy hỏi rằng tại sao các cụ các phật tử lại nói như thế các vị bảo ở trong miền nam có một đại đức chuyên đi trợ niệm đại đức cái giảng pháp không giỏi như thầy đạo tràng không đông không nhiều không lớn như thầy nhưng Đại Đức ấy đi chờ niệm ca nào là ca đó được về Tây Phương. Thế tôi mới hỏi, căn cứ vào cái gì mà các cụ các bà tử nói Đại Đức ấy đi chờ niệm ca nào là ca đấy được vãng sinh về Tây Phương. Các vị nói rằng, Thầy ấy đi chờ niệm mà ca nào là ca đấy được gì? Được mềm mại thân thể và được ấm đỉnh đầu. Đấy chính là gì? Thoại tướng để chứng minh được sinh về Tây Phương. Thầy cười, thầy lắc đầu, thầy nói rằng các cụ, các Phật tử hiểu như thế cũng chưa hoàn toàn đúng về Phật Pháp. Hãy về đọc quyển, đọc cái bộ luận đại trí độ của Bồ Tát Long Thọ đi các cụ sẽ hiểu. Đọc Ấn Quang Đại sư Văn Sao sẽ hiểu và nghe tình độ đại kinh giải của Đại La Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không các Phật tử sẽ sẽ rõ cho nên xin thưa các quý vị thoại tướng tốt nó phải theo tự nhiên thì nó mới gì nó mới biểu hiện đúng với cái nghiệp cảm của của người mất kia giống như thầy để tất cả các cửa ra vào như thế này xin lỗi các quý vị một chút ai cần đi ra ngoài việc riêng abc thì nữ thì đi xuống cửa gì đi ra cửa cửa đằng này để sang khu bên này Nam đi xuống đằng này thì Nam sẽ đi ra cửa đằng kia rồi xuống khu bên kia và tí nữa ai xong á muốn xuống bếp ăn cơm thì đi ra cửa này ra cửa này để đi xuống này bếp gần hơn, đi cửa này cũng được nhưng phải đi gì? Đi vòng. Đấy thường thường là gì? Chúng ta quen. Ví dụ đi lên uh, chùa để lễ Phật thì đương nhiên chúng ta ra cửa đằng này, chúng ta lên chùa ngay kia để lễ Phật nó nhanh. Xuống bếp ăn cơm thì chúng ta đi cửa này nói gì? Nói chóng. À, đi vào đến giờ đi ngủ vào trong à, cánh gà để lấy chăn thì đương nhiên đi cửa này nó gì nó thuần chứ không đi ra ngoài là vòng vèo nó rồi mới gì mới à, lại quay vào cửa kia lại mới đi vào đằng này để lấy cái gì cái chăn cái màn nữa đấy, đấy gọi là thuận theo tự nhiên lẽ thường như thế các cụ các ông các bà các mế hiểu chưa đấy cho nên thoại tướng có nhưng mà không phải là tất cả không phải là một trăm phần trăm đều đúng như thế nói như vậy để các phật tử chúng ta đừng có gì nặng nề vào cái việc gì thăm thoại tướng và nói cái việc thoại tướng tốt xấu nó quyết định ở tất cả đâu đó đấy nó chỉ là gì là tương đối mà thôi đó cho nên ở đây tổ mới nói về thuyết thăm dò hơi nóng để nghiệm xem sinh về đâu. Tuy có chứng cứ xong cũng không nên nữa. câu chấp nặng nề cứng nhắc quá. Nếu bệnh nhân bình thời tín nguyện chân thiết, tức tí là tín nguyện chân thiết, tức là tin vào Phật pháp, tin vào nhân quả, tin vào pháp môn tu tập đó, vân vân. À, khi lâm chung chính niệm rõ ràng có thể chứng nghiệm là vãng sinh tức là bình thường chúng ta chúng ta tin sâu nguyện thiết một lòng chỉ danh niệm phật sau khi xả bỏ báo thân đồng tu đến trợ niệm cho năm ba bảy tiếng và hơi cái thoại tướng hơi ấm ra nơi đỉnh đầu thì trường hợp đó có thể là gì gần như chắc chắn là chứng nghiệm vãng gì vãng sinh vì người đó lúc bình thời đã tu tu nhân tích đức hành thiện dùng giới định tuệ để trau rồi giới đức rèn rũa thân tâm dùng ba món tư lương tín nguyện hạnh để hành trì miên mật suốt cả cuộc đời từ khi biến đến phật pháp cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay về với a di Đà phật cho nên chứng trường hợp như thế tinh tiến như thế tu hành như thế lại được trợ uh, duyên bởi uh, tăng ni phật tử uh, đạo tràng đồng tu uh, giúp đỡ trợ uh, niệm cho con cháu uh, nội ngoại thân bằng quyến thuộc cũng gì cũng uh, ủng hộ cho và tạo điều kiện cho làm uh, từ lúc uh, ốm uh, đau uh, cho đến lúc uh, xả bỏ báo thân cho đến lúc làm uh, tang gia con cháu uh, người thân họ hàng đều thuận theo gì di trúc tâm nguyện của người ở mất kia tức là làm đám tang gì đơn giản theo nghi lễ của phật của phật giáo cho nên những trường hợp như thế nếu mà ấm đỉnh đầu thì chắc chắn được sinh về cõi cõi phật không phải nghi ngờ gì nữa ở đây tổ nói tiếp nhiều người không kỹ cứ mãi thăm dò rờ chỗ này sờ chỗ kia làm động niệm người mới mất kia cũng có hại rất lớn vậy đấy nhớ nhá đừng có thỉnh thoảng lại lên thì sờ một tí sờ một tí xem ở chỗ nào ấm ở chỗ nào rồi không nên như thế niệm thì cứ thế mà niệm đừng có 15 phút 30 phút tiếng đồng hồ lại đi lại đi thăm dò thoại tướng đi sờ sờ mó mó khắp thân thể của người ạ mất để làm chi đây là lời tổ dạy chúng ta nên y giáo phụng hành vậy sau khi bệnh nhân tắt hơi người chờ niệm vẫn phải tiếp tục niệm phật cho đến ít nhất là 3 giờ đồng hồ sau để cho sự vãng sinh được đảm bảo Đấy, đây là yêu cầu của người tu tập chúng ta tuy nhiên những có trường hợp đặc biệt thế hơn chục năm trước, Thầy sang Hồng Kông. Các Phật tử có hỏi Thầy một điều. Bạch uh, Sư Phụ, ở bên Hồng Kông, chúng con theo quy định của luật pháp nhà nước, bất cứ ai chết ở nhà hay chết ở bệnh viện, không được để cái thân xác của người chết quá 60 phút. Tức là một gì? Một giờ ở ngoài có nghĩa là sau khi chết không được để quá một tiếng đồng hồ ở ngoài mà phải đem vào trong nhà gì nhà xác để vào trong cái tủ gì cái hòm gì hòm đá hòm lạnh ấy rồi muốn làm tang hôm nào thì làm để quy định pháp luật của hồng kông chúng ta thấy không nếu như chúng ta mà sinh ra ở đất nước ấy là một Phật tử, là một tăng ni, là Phật tử tu hành thì chúng ta vẫn phải theo quy định của pháp luật. Kể cả sư hay kể cả Phật tử sau khi chết là phải trước một tiếng đồng hồ là phải cho vào quan tài đậy nắp lại và đem đến nhà 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 lạnh, nhà xác tất tần tật đều cho vào đó. Cho dù là sư hay là Phật tử hay là lãnh tụ của đất nước đều như nhau hết. Đã là luật pháp thì bình đẳng đối với tất cả công nhân. Cho nên các vị thầy mới nói gì? Thầy đi ra nước ngoài, mình luôn luôn hãnh diện là người Việt Nam. Nhìn lên thì có thể chưa bằng ai, nhưng nhìn xuống thì cũng gì? Có thể là thấy là gì? Cũng chẳng ai ở bằng mình. Mình tự bằng lòng với gì? Với uh, cái uh, cái gì gọi cái cái gì gọi là uh, quốc huy, quốc hiệu và cái gì, cái ấy của mình gọi là gì nhỉ? Đấy, tự nhiên quên đấy. Quốc huy, quốc hiệu, quốc ca. Còn cái uh, hộ khẩu, cái gì của mình gọi là quốc gì nhỉ? Đấy, đi ra nước ngoài, mình cũng thấy hãnh diện mình là gì? Ở trong uh, tâm mình, ở trong cái ví mình là quốc tịch, là công dân của nước Cộng hòa, xã hội chủ nghĩa Việt, Việt Nam tuy chúng ta chưa phải là giàu có sang trọng như các nước tư bản phát triển số 1, số 2, số 3 thế giới nhưng chúng ta cũng không gì quá chi là nghèo khổ bần hàn là luộm thuộm như cái thời pháp thuộc nữa các quý vị đi ra thế giới chúng ta cũng gì cũng hãnh diện và ngẩng cao đầu uy nghiêm vững vàng từng bước chân vì sao? Vì những kẻ mạnh nhất trên thế giới thế kỷ trước là giặc Pháp và đế quốc Mỹ. Đất nước Việt Nam chúng ta tuy nhỏ bé, tuy ít người nhưng chúng ta chiến thắng gì? Hai đế quốc lớn trong vòng mấy chục năm. Chúng ta có phải cúi đầu không? Có phải tủi nhục không? Không phương bắc một nước lớn gấp gì mấy chục lần hàng gần trăm lần đất nước ta dân số cũng hàng hàng mấy chục lần đất nước ta bao nhiêu lần kéo quân xâm chiếm muốn san bằng nhân dân ta làm cỏ dân tộc ta biến dân tộc ta trở thành thuộc lệ thuộc địa mãi mãi nhưng chúng ta có khuất phục không không chúng ta vẫn gì hiên ngang sừng sững như cây đại thọ giữa gì giữa rừng già mênh mông giữa rừng già bát ngát kia kém cỏi gì đâu cho nên chẳng có gì mà phải xấu hổ cả mà thậm chí xin thưa các vị thầy sang hồng kông chỉ mong sớm được về việt nam thôi vì sao đất nước họ tuy giàu nhưng mà nhà ai thường biết nhà nấy bạn bè chơi thân với nhau đến giờ bảo thôi mày đi về đi tao đến giờ bán hàng của tao đến giờ đi làm rồi không như chúng ta ngoài việc chấp hành pháp luật chúng ta còn có gì cái cuộc sống gọi là gì cái tình cảm cái tình cái nghĩa nữa nó vẫn còn ở trong cái bản sắc văn hóa dân tộc cha ông chúng ta truyền lại dù nó cũng đã mai một phần nào nhưng cũng vẫn còn tốt vậy Còn tốt rất rất nhiều vậy Mà thầy cái điều này nó ấm cúng Cho nên thầy muốn ở Ở lại Việt Nam Nếu đời sau có Sinh lại làm người tiếp Thì vẫn tiếp tục muốn sinh lại Làm người Việt Việt Nam Nếu mà Phật Bồ Tát thương giao phó cái trọng trách xuất gia hoằng pháp lợi sinh thì tiếp tục nhận cái trọng trách đó ở tại đất nước Việt, Việt Nam. Và nếu sau này có đủ duyên thành Phật, cũng muốn thành Phật ở đất nước Việt, Việt Nam. Cho nên xin thưa các quý vị, chúng ta mới thấy rằng chính sách của đảng nhà nước pháp luật của Việt Nam quan tâm tới người dân của chúng ta rất tốt à sang hồng kông mới thấy gì hiền ngu già trẻ gái trai tu sĩ hay là phật tử lãnh tụ hay là người dân không được để quá một tiếng đồng hồ ở bên ngoài biết là họ đến là lập biên bản họ phạt chết cái gì cũng tính bằng tiền hết đấy như vậy nếu mà là cư sĩ hoặc tăng ni ở một quốc gia đó sau khi mất chúng ta muốn trở niệm như trong kinh này nói trong lời tổ giảng ở đây có được không? Không, quy định pháp luật chúng ta không thể làm trái, cho dù đấy là lời Phật dạy nhưng cũng không thể làm trái với pháp luật quốc gia đó, vì ai sinh ra ở trong đất nước đó làm công dân quốc gia đó đều phải chấp hành gì? Theo quy định của pháp luật của quốc gia đó. Cho nên chúng ta thấy may chưa? May lắm. Chúng ta gì? Trợ niệm có người mất, đó, đặc biệt là ông nông thôn này. Nếu chúng ta chưa báo với ông trưởng thôn, bà trưởng xóm, chưa báo cho họ hàng láng giềng biết là chúng ta đã chết, đó, đã mất, đó. người có người đã mất. Đó. Chúng ta cứ trợ niệm đó. đến 24 tiếng đồng hồ cũng chẳng ai hỏi gì. Nhưng nước ngoài không được, Hồng Kông không được các quý vị. Làm giấu, làm giếm mà sau mới biết là nó phạt chết bằng tiền luôn cái gì nó tính tiền nó phạt luôn còn ở đất nước chúng ta tuy thế thôi nhưng mà tình người vẫn còn gì còn bao la lắm cho nên các cụ các phật tử cứ yên tâm cứ lo tu đi pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam chúng ta quan tâm tạo điều kiện hết mức cho tăng ni cho phật tử chúng ta miễn là chúng ta không bị bệnh truyền nhiễm nếu bị bệnh truyền nhiễm hay bệnh dịch có thể lây lan cho người khác thì thôi đóng quan tải đóng kín quan tải là mà trợ niệm thì cũng gì cũng được vậy hoặc đem thiêu đi chôn đi rồi thì chúng ta trợ niệm cũng gì cũng được vậy đây gọi là phương tiện trong những trường hợp bất khả kháng còn bình thường pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam chúng ta cũng ngày du di lắm đấy kể cả ở thành phố muốn chợ niệm mà 3 đến 5 đến 10 tiếng, 12 tiếng đồng hồ thì cũng vô tư. Đấy, miễn là chúng ta đừng vội làm ầm mỹ lên, đừng để báo cho mọi người là à, có người mất rồi làm nó ầm mỹ lên thì à, họ cũng đến nhắc nhở đấy. Còn không cứ thế mà chợ niệm, à, tế nhị cứ thế mà chợ niệm. Muốn chợ niệm 12 tiếng, chợ niệm sau 10, khoảng độ 10 đến 10, 11 tiếng lúc đó mới gì mới điện báo cho họ hàng à. Mới điện báo cho gì? Cho chính quyền địa phương là các cụ nhà tôi gì hoặc có người mới gì mới mất thế đến lúc đó thì lúc đó mình mới báo thì họ làm được gì nữa đâu việt nam mình dù sao cũng gì còn tình cái tình nó cái tình cái nghĩa nó còn nặng lúc đó có ai phạt không cha có phạt gì cả nhưng bên đó, hồng kông là phạt bên nước ngoài một số nước là phạt bằng trời tiền luôn các quý vị đấy. cho nên đó, đấy chính vì vậy cho nên thầy mới bảo rằng nếu còn đủ duyên phật phân ngôi bổ sứ bảo kiếp sau tiếp tục sinh lại thế gian để làm người làm tăng để hoàng pháp lợi sinh thì thầy vẫn chọn đất nước việt nam để làm nơi hoàng pháp lợi sinh vì như thế thậm chí sau này nếu phật phân ngôi bổ sứ nhiều đời nhiều kiếp sau bao giờ đầy đủ công đức phúc báo trí tuệ phúc trí nhị nghiêm được cả thành Phật đó thì cũng xin nguyện là thành Phật ở đất nước Việt Việt Nam này cho nên yên tâm chúng ta đi đâu cũng thấy gì thấy hãnh diện là một người là một người con của đất mẹ ở Việt Nam không có phải lo lắng không có phải túi hổ không có phải nhục nhã gì cả các quý vị cứ ngẩng cao đầu mà đi rồi tổ nói tiếp, chờ niệm xong, liền đóng cửa phòng lại canh chừng cho kỹ kẻo loài mèo chó hoặc kẻ không am hiểu đổ xô vào xúc chạm đợi mãn 8 giờ sẽ tắm rửa thay đổi y phục đây chúng ta thấy nha, tổ dạy rất là kỹ mà thầy giảng thì có khi là còn càng kỹ hơn tổ dạy là gì sau khi trở niệm xong thì phải đóng cửa lại cửa sổ cũng đóng lại cửa đi cũng đóng lại để kéo gì kéo loài chó loài mèo nó gì hoặc những người những người lạ những người thiếu hiểu biết họ xô vào họ thi nhau khóc lóc lay động thân thể hoặc xúc chạm vân vân đó mặc dù chờ niệm xong rồi thì cũng nên gì nên là cẩn thận cẩn thận đặc biệt là cẩn thận đừng để cho chó mèo chạy qua đặc biệt là con gì con mèo à, con mèo á, nó nhảy qua thấy chết không hiểu cái hèm gì tôi thì chưa nhìn thấy tận mắt nhưng các cụ gì các cụ đã kể lại cho chúng tôi có Phật tử năm 2008 đã kể lại chúng tôi rồi à, ngày xưa chúng tôi đi học các cụ đi 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 hạ các cụ kể cho chúng tôi ở ngoài sân Tây này này à, ngày xưa đi hạ ngoài sân Tây có cái trường hợp các cụ vào sợ quá vào kể người nhà có bà mẹ bà mất thế nhà có nuôi mèo nhưng mà bà cụ ở mất ấy, thì không mắc cái màn lên lại mở cửa sổ ra cho nó thoáng ấy thế con mèo không biết thế nào nó nhảy từ bên ngoài nó nhảy vào cửa sổ và nó nhảy qua mọi người đang 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 chuẩn bị để làm lễ nhập quan phát tang ấy mà thế tự nhiên con mèo nó nhảy qua thấy cái xác của bà cụ gì ngồi bật dậy người thì bảo ôi rồi mẹ sống lại rồi nghe thấy tiếng con mèo nó kêu ngoao wow wow. ngoao mấy cụ hiểu biết mấy cụ bảo thôi hỏng rồi nghĩa là con mèo nó nhảy qua liền là cái xác chết liền là nó nói gì nó ngồi bật dậy cái này là cái chuyện có thật tôi thầy được nghe người ta kể năm 2008 mà cũng nghe các cụ kể nhiều cái việc đó rồi thầy có xem một cái clip không biết là nó thật hay là nó hư cấu ở bên Thái Lan đang cả nhà con trai con gái với thầy cúng đang làm lễ đang cốc cốc đang ông thầy cúng thì đang cúng còn cả nhà thì đang gì? đang ngồi để khóc lóc cái thay người chết nhìn nó cũng tái tím tái hết cả rồi đắp cái mảnh vải ấy, giống như cái cái áo cái cái áo áo gì chúng ta đi trợ niệm đắp nhỉ không phải lục thổ cái, cái áo gì của mật tông ấy hay này ừ, cái gì ấy À Quang Minh, miền Quang Minh, đấy nó kiểu kiểu như đắp cái miền Quang Minh ấy. Đúng rồi. Đấy. Thế ông thầy cúng ông đang làm phép. Thế tự nhiên là con mèo này nó kêu ngoa, ngoa 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 và nó nhảy lên nó nhảy qua một cái. Cái thầy chết nó bật dậy, nó cứ nhảy tưng từng, cái này, cả thầy cúng với con cháu thì chạy tán loạn hết ra. À, nhưng không biết là cái đấy là nó thật hay là nói gì, là phim. Nhưng mà có ngày xưa thầy đi học có xem một cái clip đấy mà cười đau cả bụng với nhau đưa cho mấy thầy xem mấy thầy bảo có thật cái chuyện như thế đấy cho nên ở đây tổ mấy gì tổ mấy nói là gì phải đóng cửa lại đừng có để cho chó mèo chạy qua thay chết của người vừa mới mất kia đấy. mà tốt nhất là gì? là mắc cái màn lên nếu muốn mở cái cửa sổ mở cửa đi ra đi vào thì mắc cái màn lên để ra sợ khỏi chó chó thì nó sợ ít sợ hơn còn mèo ấy là sợ nhất nó chạy qua đấy đấy là cái hèm như thế nào đó à, có nhiều cái nó là cái hèm ấy mà giống như nó phản ứng khoa học ấy mà giống như uh, trứng ấy, trứng gà ấy mà nấu với tỏi mà ăn ấy cho tỏi mà ăn thì chúng ta sẽ bị gì bị ngộ ngộ độc giống như bột sắn dây mà uống với mật ong ấy thì cũng bị ngộ ngộ độc thậm chí là là chết luôn sùi bọt mép và chết luôn đấy kiểu nó như thế các quý vị có nghĩa là nó phản ứng hóa học nói là khoa học có là phản phản ứng hóa học còn giữa người chết với con mèo kia nó có một cái hèm gì đó Đấy, nó đặc biệt như thế cho nên ở đây người xưa người ta đã gì đã kinh nghiệm hàng mấy nghìn năm rồi đã từng có những chuyện đã xảy ra rồi mà cụ thể năm 2008 thầy được À, đi hạ ngoài uh, trường hạ chùa nghệ ở sân Tây có một gia đình đi vào gì đi vào sợ quá vào hỏi cái chuyện đó như thế nào thế nào cuối cùng các thầy cũng phải trấn an và làm cho một cái đàn lễ cầu siêu uh, là nó sớ cầu siêu cho ở trường hạ để họ yên gì yên tâm động viên nhà họ. đấy Cho nên uh, ở đây uh, nói là gì nói là người uh, mất uh, rồi chúng ta đóng cửa trở niệm xong rồi uh, thì uh, cũng nên đóng cửa lại hoặc là mắc mùng mắc màn lên cho họ tránh cho chó mèo chạy qua chạy chạy vào nhảy qua cũng để cũng tránh cho gì để tránh cho người sờ chạm thay đổi lung lay thân thể của người mất kia nhiều vậy nếu luôn trong 8 giờ có người ở gần bên niệm Phật là điều tốt nhất Thế trong khoảng 8 giờ thì cũng nên người thay nhau từng ca từng ca vài người vào đó để niệm Phật cho họ là tốt nhất Ngoài ra cấm tuyệt không nên làm điều ở chi khác. Tức là lúc đó mà đi gì? Giết trâu mổ bò, bắt lợn để làm ma quen quét ra ấy. Thì cái người mất kia rất dễ bị đi đi xuống ba đường ác. Nhớ cái điều đó cho chúng chúng tôi nếu là một Phật tử. Còn ở ngoài thế tục, ngoài đời thì kệ họ chúng ta không dám bàn không dám cãi, không dám nói gì với họ. Chúng ta chỉ đây là chỉ nói những người, những tăng ni, những Phật tử, những người tu theo Phật, Phật giáo chúng ta mà thôi. Sau 8 giờ, nếu tay chân người chết đã cứng, không thể chuyển động, nên dùng vải thấm nước nóng, tức là nước ấm nó khoảng độ tầm 450 50 độ đó, đắp quanh khớp xương, làm như thế một lúc, thì cái khớp xương đó có thể duỗi ra để mặc quần áo như thường. Nhớ nha, nhớ trường hợp mà người mất mà à, chân tay hoặc cứng là co quắp và không thể duỗi ra được thì đừng có lấy dao để cắt gân để xẻo. Nhớ hay đừng có thế để gì để cố kéo gì, cố tình để kéo ra. Chỉ cần lấy cái khăn gì thấp tí nước ấm độ 4 50 độ đắp vào cái chỗ đó một chút thôi thì dần dần nó sẽ mềm ra. Hoặc hai là lấy gì? Lấy rượu trắng thấp và cái khăn lau ấm một tí thôi thì chỗ đó nó cũng cái khớp chân khớp tay nó cũng gì mềm ra để cho chúng ta tắm rửa và thay quần áo cho người mất kia. Thầy thì không hay đi đổ đám nhiều. Nhưng ở đây nghe tổ dạy như vậy. Và ngày xưa cũng hay nghe các tổ giảng nghe nhiều thì mới thấy rằng đây là lời nói thì rất chuẩn mực rất đúng đắn của của đức đệ nhị tổ vậy các quý vị hãy nên y giáo mà làm theo học để làm theo trong đám tang của người quá cố thân nhân nên làm đơn giản đừng quá rườm rà mà tốn kém mà vô ích điều cần thiết là phải nên dùng đồ chay chớ có sát sinh để đái đẳng cúng tế bất đắc dĩ cần có chút ít đồ mặn thì nên mua cá thịt làm sẵn tức là tam tịnh nhục đem bán ở ngoài chợ đó mắt không thấy con vật đó chết tai không nghe tiếng nó kêu chết và mình không điện thoại ở không nhắn người ta giết cho mình đó gọi là tam tịnh nhục mắt không thấy tai không nghe và không dặn bảo người khác giết thì đó gọi là tam tịnh nhục nếu sát sinh để cúng tế đãi đằng tiệc tùng linh đình tất người mất kia bị oan đối không được giải thoát dù kẻ mạng chung đã được vãng sinh phần sen cũng vì đó mà bị giảm gì giảm thấp thấy kinh chưa lời của tổ dạy mà tổ ở đây là hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí tổ nói chúng ta nên ghi lòng tạc dạ các quý vị tổ dạy là người chết lúc đám tang cho người quá cố tức là thân nhân làm đám tang thế chúng ta làm đám tang cho những thân nhân của chúng ta không may quá cố đi sớm đi trước chúng ta chúng ta là người đứng mũi chịu xào à, hoặc là con phận làm con làm cháu báo hiếu ông bà cha mẹ vợ báo hiếu chồng chồng báo hiếu vợ vân vân bạn bè tri ân báo hiếu lẫn nhau thì lúc người thân quá cố kia chúng ta nên làm đám ma nên bình thường thôi và chúng ta thấy trong giáo hội Phật giáo Việt Nam Lúc cụ Phó Pháp Chủ, tức là Hòa Thượng Hội Xá, 102 tuổi, lúc cụ viên tịch, cụ di trúc dặn các đệ tử làm đám tang cho cụ không được to quá, không được tốn kém, cắm hoa cũng không được gì, không được nhiều quá vừa phải thôi. Không được tổ chức linh đình hết ngày này qua ngày nọ làm vừa mất việc người khác, vừa làm mệt nhọc tăng ni tín đồ Phật tử và thân bằng quyến thuộc họ hàng đôi bên ở tại gia phải đến phúng viếng, phải chờ trực linh cứu vân vân, làm cho nhân dân mất thời gian đi làm mất công ăn việc làm trong một thời gian mấy ngày kia. Cho nên tổ dạy là đơn giản chỉ một đến hai ngày thôi không được để sang ngày thứ ba chúng ta thấy đám tang không được trang trí à, à, tốn kém à, như là một à, vị vua hay là như một ông hoàng như mà một đại gia cái rạp bắc lên cũng là cái rạp gì bình thường à, như rạp à, đám cưới của người dân nghèo thôi gọi là che nắng che mưa cho dân đến lễ viếng thắp hương phúng viếng thôi Đấy. cho nên xin thưa các quý vị mong rằng sau này lúc nào thầy mất các đệ tử và các phật tử bà con nhân dân cũng lo cho thầy thế thôi càng đơn giản càng tốt đơn giản đến mức hết sức có thể đơn giản để thầy đỡ phải gì đỡ phải tổn phúc vậy sợ rằng ngày sau này các phật tử nghĩ rằng thầy mình nổi tiếng quá thầy mình nhiều tín đồ mà thầy mình nhiều chùa mà nhiều phật tử mà nhiều người khát vọng kinh ngưỡng mà cho nên phải làm ma cho thật to thì lúc đó là tội lỗi tội lỗi đây tổ nói gì cho dù được vãng sinh rồi thì phẩm vị cũng bị hạ thấp đi Đáng nhớ được sinh về hạ thượng phẩm thì lại hạ xuống bậc trung Đáng nhé trung phẩm thì phải hạ xuống bậc gì? Bậc hạ vì gì? Tổn phúc vậy Cho nên người thân làm ma cho người mất Cũng phải nghĩ tới gì? Cái phúc của người mất Đừng để cho họ gì? Phải tổn chút phúc báo vì chúng ta hãy làm cho họ được tăng phúc, tăng thọ, tăng trưởng công đức và tăng trưởng phẩm vị. Chớ đừng để cho họ phải gì, phải tổn phúc vì chúng ta vậy. Cho nên ở đây tổ mới nói là, đây lúc đám tang, chớ có nên sát sinh hại vật, mà tế bái quỷ thần, ăn uống tiệc tùng linh đình mà làm tổn phúc người, người quá cố kia. Đấy nhớ là cái điều đó nếu phải bắt buộc phải dùng vì họ hàng con cháu nó chưa chay tỉnh được thì nên ra chợ mua đồ làm sẵn gọi là tam tịnh nhục cũng khả dĩ tạm chấp nhận được đây là nói cho tăng ni phật tử chúng ta nhé chứ còn người ngoài đời họ làm thế nào thì kệ họ họ giết trâu mổ bỏ tiệc tùng à, ăn uống linh đình hết ngày này qua ngày nọ thì đấy là việc của của họ việc của người thế tục chúng ta không dám bản cãi không dám mà tham gia không dám mà dạy đời mà đây chúng ta gì phật dạy tổ giảng các thầy chia sẻ cho chúng ta trên cương vị chúng ta là những người con phật những người đệ tử phật xuất gia và tại gia thì nên nghe theo lời lời phật lời tổ những lời chỉ dạy chân thành của những bậc trí tuệ công đức đã nhìn nhận chân được các pháp biết được đúng sai chân ngụy chính tà tội phúc để dạy cho hậu học chúng ta thì hậu học chúng ta phải phải cố gắng để y giáo phụng hành. Tổ nói trước trong thời gian trước bút giả bút giả đây là chỉ cho ai? Chỉ cho chính là cố giác linh nha đại la hòa thượng thiền tâm lúc ngày còn tại thế vậy trong thời gian trước bút giả cùng chư tăng có đi tụng kinh siêu độ cho bà kế mẫu người bạn là thượng tọa bảo huệ ở xã Tân Hội tỉnh Long An đây là câu chuyện có thật của hòa của hòa thượng lúc ngày còn gì lúc ngày còn tại thế đi là đi tụng kinh cho thân mẫu tức là cho mẹ của thượng tọa bảo huệ ở ở Tân Hội ở tỉnh Long An vậy, nơi đám tang bút giả thấy dùng toàn đồ chay, tức là thấy Nơi đám tang của mẹ thường tọa bảo vệ thì toàn dùng đồ đồ chay, à, có khen ngợi và hỏi thăm thì thường tọa đáp, tức là hòa thượng à, lúc đó là khen ngợi thường tọa bảo huệ và à, khen ngợi thì à, thường tọa bảo huệ đáp này. À, sự cúng đãi đồ chay thật ra do con khuyến hóa nhưng phần lớn cũng nhờ động lực bởi một câu chuyện đã xảy ra ở xóm trên tức là gì Thượng tòa bảo huệ nói với hòa thượng là à, cái việc làm đám ma cho mẹ con làm đồ chay này là do con khuyến hóa nhưng thực ra cái nhân duyên nó bắt nguồn từ một câu chuyện ở, ở làng trên thì thường tòa bảo vệ nói và tổ ghi lại đây nguyên trên ấy có một nhà khá giàu tức là có một gia đình khá là giàu có gia chủ mãn phần tức là người nhà của vị đấy gì mất người con cho giết nhiều bò heo và vịt gà để tiếp đái họ hàng thân thuộc và kẻ quen biết gần xa suốt cả mấy ngày tức là ở làng bên đó, làng trên á thấy có trường hợp à, gia đình nhà giàu có người mất thì làm à, giết nhiều à, à, bò heo gà vịt để tiệc tùng đái đồng à, đái à, họ hàng à, khách khứa à, thân bằng quyến thuộc à, mấy ngày à, như thế lúc sinh tiền gia chủ là người hiền lành phúc hậu thường ăn chay tụng kinh niệm phật lại có Uh, giao uh, dù uh, giao du rộng tức là có sự quan hệ rộng rãi đó sau uh, đám tang ấy vào buổi chiều uh, tức là ngay sau đám tang tức là không lúc chôn uh, cái người kia mất xong á vào buổi chiều hồn ông tức là hồn ông cụ chủ nhà cái ông bố của cái đứa con này á là ma to này á tức là hồn uh, người mất kia nhập vào đứa cháu nội mặt mày đỏ rần nhảy lên ván ngồi tức là nhảy lên trên bán trên bàn thờ để cháu nhỏ nhưng mà nó nhảy toát lên trên bàn thờ nó ngồi vỗ bàn kêu gì rầm một cái và kêu thế nào kêu là gì kêu gọi đứa con trai lên mà quát mắng bảo rằng bảo như thế nào nghe này một đời tao tu hành làm phúc không tội lỗi chi nặng đáng lẽ được sinh đến chỗ giàu sang nay bị mày sát sinh quá nhiều để cúng đãi nên tao bị oan đối bị oan đối tức là bị các những cái con vật đó gì nó kiện đó nói nôm na như thế chứ hiểu nên tao bị oan đối không được giải thoát hiện thời tao bị quản thúc phạt vạ phải chăn giữ một bầy bò heo gà vịt chạy trong bùn lầy gai góc thật khổ sở vô cùng nghe rõ chưa các cụ các phật tử nghe rõ rồi thì phải gì vâng theo lời phật lời tổ và những câu chuyện có thật được thượng tọa bảo huệ ở xã tân hội tỉnh long an kể lại với hòa thượng thích thiền tâm lúc đến dự đám của mẹ mẹ hòa mẹ thượng tọa bảo huệ ở xã tân hội tỉnh long an như vậy thuật xong câu chuyện thượng tọa cười và bảo chính nhờ việc đó đồn vang ai cũng biết lại mới xảy ra cách đây ít tháng tức là lúc mẹ thường tọa bảo vệ mất đó, thì câu chuyện của ông cụ này mới có gì xảy ra mấy tháng thôi trong dân làng trên xóm dưới khu vực ai ai cũng gì cũng biết cái câu chuyện tâm linh ấy Đấy, cho nên người nhà đã tin tưởng kinh sợ nên con mới gì mới vừa đề nghị làm đám cho bà cụ tiếp khách bằng gì bằng đồ chay liền được họ hàng và người thân gì chấp thuận việc sát sinh đãi đẳng cúng tế trong đám tang kinh địa tạng cũng đã nói rõ sự nguy hại vậy hàng phật tử nên để tâm ghi nhớ đây là lời tổ gì dạy đấy trong kinh địa tạng nói rõ rồi đọc tụng hàng ngày nhớ chưa vỗ làm cái gì chẳng gì bằng lúc còn sống đợi đến lúc chết ở trong quan tài mới lo chỉ trai giữ giới phóng sinh tu phúc làm thiện ô hô thật quá muộn rồi chi bằng bây giờ còn mạnh còn khỏe nên tập ăn chay tùng kinh niệm phật nếu chưa ăn được chay trường thì ăn chay một tháng hai hai ngày hoặc sáu ngày hoặc mười ngày như trong kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng đã gì đã dạy thì công đức vô lượng chuyển từ công đức ấy để hồi hướng sớm được đoạn ác sinh thiện sớm được sinh về tây phương cực lạc thì chắc cũng sẽ có phần trong nay mai trong một vài kiếp tới vậy các quý vị cho nên chi bằng ngay tại hôm nay từ hôm nay trở đi tất cả các phật tử chúng ta dù ở trong hội trường này hoặc nghe thấy bài giảng này cũng là nhân duyên rất lớn với nhau rồi nên tập ăn chay một tháng đôi đôi ngày vào mùng một hoặc ngày ngày rằm còn nếu sáu ngày thì mùng một ngày rằm cộng thêm ngày ngày mười tám ngày 14, bốn ngày 30 và ngày ngày mồng 8 à, tùy theo hoặc là ăn chay trong 10 ngày như trong kinh địa tạng Đức Phật đã dạy rõ trong đấy rồi thì càng tốt mà tiến lên một bước nữa thì ăn chay một tháng 30 30 ngày làm được như thế thì Phật nào không thương cầu gì chẳng được dần dần sẽ được hết các quý vị sẽ cầu được ước thấy cầu trường thọ được trường thọ cầu bình an được bình an cầu mạnh khỏe được mạnh khỏe cầu công danh tiền tài sự nghiệp được công danh tiền tài sự nghiệp sự nghiệp như trong kinh dược sư đức phật đã gì đã dạy vậy đó cho nên hãy cố gắng để gì để mà rèn luyện tâm để mà tu theo lời phật dạy trong kinh phật dạy hết rồi tổ giảng đây rồi và thầy ạ ngồi đây cũng sách tiến động viên chúng ta đây rồi tổ nói tiếp làm phật sự truy tiến cho người quá vãng thân nhân nên đem công đức ấy hồi hướng khắp chúng sinh trong pháp giới như thế công đức sẽ càng thêm lớn mà sự phúc lợi của vong nhân cũng nhân đó mà được tăng thêm nhiều lần đấy nhớ đem cái việc phúc thiện đấy để hồi hướng cho pháp giới chúng sinh đồng thành nhờ Phật đạo. Chứ chớ có bo bo keo kiệt rồi, bảo là hồi hướng thì sợ có chút công đức là hết sạch. Đấy, trong Phật pháp nó không như ở ngoài ở thế gian pháp, không thể lấy là mình có một triệu mình đem chia cho 10 người mỗi người một trăm nghìn là hết, à, không còn lại đồng nào nữa. Thì chỉ chia cho gì? Chia cho một trăm thôi còn chín trăm mình giữ lại như thế mới còn. Trong Phật pháp không thể ví như kiểu thế gian pháp như thế được. Phật pháp lấy tâm gì tùy hỷ, lấy tâm bố thí lấy tâm cúng dường lấy tâm lấy tâm thí tài thí pháp vân vân gọi là bố thí ba la mật đó để làm làm nhân tu của Bồ Tát càng thực hành được cái hành đó thì công đức càng lớn lao vô lượng vô biên bất khả tư nghị vậy. Tổ nói tiếp những điểm dự bị những điểm dự bị về lúc lâm chung trên đây phần lớn bút giả rút lấy ý kiến của các bậc danh đức như ấn quang đại sư và hoàng nhất đại sư vân vân mà hội tập lại tức là tổ nói là phần lớn là lấy gì từ những lời giảng của ấn quang đại sư và hoàng nhất đại sư vân vân mà hội tập lại bởi buổi lâm chung chính là lúc quan yếu nhất trong cuộc đời người thế là trong lúc lâm chung sắp chết đó, lúc chết đó là lúc quan yếu nhất trong đời người, không phải lúc sinh đâu nha, mà là lúc tử. Quan điểm của Phật giáo chúng ta, lúc sinh là lúc quan trọng nhưng lúc tử là còn quan gì? Quan trọng hơn. Vì tử nó là quyết định cho kiếp sinh của đời sau, còn sinh thì sinh ra đây rồi. Còn nó tử thì nó quyết định cho gì? Nhiều đời kiếp sinh về sau. Cho nên đó, lúc tử mới là điều quan trọng, quan trọng gấp bội lần lúc sinh vậy nhưng ở thế gian thì thường ngược lại vui mừng khi sinh và đau khổ lúc gì lúc chết nhưng không biết rằng chết mới là quan trọng vì chết là gì là đầu mối để cho muôn kiếp sinh ra ở đời sau hoặc là không bao giờ bị tái sinh trong luân nổi lục đạo nữa nếu, nếu như được sinh về tây tây phương cực lạc cho nên trong quan niệm của phật giáo tử mới là điều quan trọng thiết yếu nhất cho nên nếu trước chưa dự bị tư lương vãng sinh cho đầy đủ đến chừng ấy khó khỏi kinh hoàng bối rối kêu cầu không kịp nghiệp ác trong nhiều kiếp đồng thời hiện ra làm sao được giải thoát đây các phật tử ơi làm sao cho được giải thoát đây nếu chứ không không lo tu không lo chuẩn bị tư lương ngay từ bấy từ bây giờ cho nên hãy ráng để cùng nhau tụng kinh niệm Phật tu nhân tích đức hành thiện cho thật nhiều vào càng nhiều càng tốt niệm phật được càng nhiều càng tốt làm thiện được càng nhiều càng tốt à, gọi là hộ trì phật pháp giúp đỡ quần sinh được càng nhiều càng càng tốt cho nên các vị thấy không chuông rồi mà thầy vẫn cố tình nói thêm vài vài câu nữa vì thầy nghĩ rằng nói để hướng cho chúng ta làm làm thiện cho nên biết rằng chuông rồi nhưng ban tổ chức hoan thì từ bi cho nhà cháu thêm vài giây nữa để nói hết cái phần này nó còn có vài dòng nữa thôi tổ nói tiếp là gì cho nên khi lâm chung tuy nhờ người theo phương pháp mà trợ niệm nhưng chính mình lúc bình nhật phải cố gắng tu trì chừng ấy mới được tự do tự tại mới được chọn cảnh giới để sinh sinh sang thế giới ở bên kia nhớ nha chờ niệm rất quan trọng nhưng chỉ là phần gì phần thiết yếu thôi còn phần chính yếu phần quan trọng nhất đó là phải gì tu nhân tích đức hành thiện từ khi chúng ta còn trẻ còn khỏe biết được Phật pháp ngày nào thì phải tu luôn ngày ngày đó cố gắng niệm Phật cho thật thật nhiều thì mới có cơ hội được vãng sinh tây phương cực lạc rất khổ được vui mãi mãi vậy xin các bạn tu tịnh nghiệp sớm lưu tâm dự bị để đồng được dự phẩm gen nơi hải hội liên trì a di đà phật đây là lời cuối của đệ nhị tổ tịnh độ tông việt nam của chúng ta giảng trong tiết 71 này và ngày mai chúng ta học sang tiết 72 học có hiểu không các phật tử có hiểu không